Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An tại tỉnh này. Cụ thể, C03 đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở ngành đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3, thi công xây dựng đoạn km số 0 đến km 20+500, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, đường Tránh Đông. Hồ sơ đề nghị cung cấp bao gồm quá trình phê duyệt chấp nhận chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình triển khai dự án và gói thầu số 3. Ngoài ra, C03 cũng đề nghị cung cấp hồ sơ về ký kết, thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án và gói thầu số 3. C03 đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án trên. Dự án đường Tránh Đông có chiều dài hơn 39,6 km qua địa bàn huyện Cư Mờ Ga, Cư Quyền, Krông Park và thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng vốn phê duyệt ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, trong đó gói thầu số 3 khởi công ngày 9 tháng 12 năm 2021 do liên danh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng An Nguyên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Sài Gòn, Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tập đoàn Thuận An thi công.